Năm 2021, một tin vui cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Mặc dù dịch bệnh Covid đã gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, tác động không nhỏ đến việc xuất nhập khẩu nông sản. Thế nhưng, lần đầu tiên, vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản. Đây là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được cấp bằng chỉ dẫn địa lý tại thị trường khó tính này. Để có được những trái vải cho năng suất và chất lượng vượt trội, một quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt đã được bà con nông dân áp dụng. Trước đó, vải thiều Lục Ngạn cũng đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại các thị trường xuất khẩu như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Mỹ, Singapore, Australia. Đây là bước tiến lớn khẳng định thương hiệu, danh tính của sản phẩm vải thiều Lục Ngạn Việt Nam, mở ra cơ hội xuất khẩu sang những thị trường cao cấp, khó tính trên thế giới. Được là cái lợi ích thì là được rất chi là nhiều. Cái thứ nhất là mình đã làm được tốt rồi, thì thứ nhất là mình đã được học hỏi, thì mình làm cái đấy thì mình lại phải an toàn cho cả người lao động đến là người tiêu dùng. Nếu sang được các thị trường của Nhật Bản, EU hoặc Mỹ thì sang năm thì đi thì tôi đã vào được rồi, sẽ dĩ nhiên là sang năm sẽ vào được nhiều hơn các thị trường khác. Năm 2020 vừa qua thì đối với trái vải thiều của Lục Ngạn đã được xuất khẩu sang một số nước khó tính như Nhật và Mỹ. Người nông dân như chúng tôi rất là vui mừng có một số cái chất lượng sản phẩm cây quả do chính tay người nông dân trồng và đã được xuất khẩu sang một số nước như vậy. Thực ra các thành viên thì là họ rất là vui đấy, bởi vì cũng là sản xuất theo quy trình cũng là lâu lắm rồi, mà năm nay là cũng là gặp cái năm khó khăn về dịch Covid, mà cái sản phẩm vải thiều tươi của hợp tác xã Hồng Xuân chúng tôi nói riêng và của Lục Ngạn nói chung và xuất khẩu được sang thị trường khó tính thì là cái đấy là cái mong đợi của bà con đã từ lâu lắm rồi, nên mà đã được xuất sang thì rất là vui. Chỉ dẫn địa lý đã phần nào giúp cho những trái vải Lục Ngạn tăng giá trị, uy tín và chất lượng. Từ đó, thương hiệu vải thiều Lục Ngạn được khẳng định, nhu cầu tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn chính hiệu tăng nhanh, sản lượng và giá trị xuất khẩu được mở rộng, khẳng định được vị thế trên thị trường quốc tế. Có thể hiểu, chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc của hàng hóa từ một quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc địa phương mà hàng hóa được sản xuất ra từ đó. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đối với các mặt hàng nông sản, chỉ dẫn địa lý trở thành công cụ hữu hiệu để bảo hộ cho sản phẩm đặc sản, thúc đẩy tổ chức sản xuất quản lý chất lượng và mở rộng thương mại. Chính vì vậy, đẩy mạnh xây dựng và khai thác hiệu quả chỉ dẫn địa lý nông sản là yêu cầu cấp bách với nền nông nghiệp nước ta hiện nay. Theo thống kê, giá bán các sản phẩm sau khi đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý đã tăng từ 20 cho tới 100%. Điển hình như chuối ngựa Đại Hoàng ở Hà Nam với giá bán tăng từ 10 cho tới 13%, bưởi Phúc Trạch, Hà Tĩnh là tăng từ 10 cho đến 15%, hay cam Cao Phong ở Hòa Bình thì giá bán đã tăng gần gấp đôi. Bưởi Luận Văn Thanh Hóa giá bán tăng lên tới 3,5 lần. Chè Mộc Châu ở Sơn La được bán cao hơn từ 1,7 cho tới 2 lần. Chè Tân Cương Thái Nguyên cũng có giá bán cao hơn trong khoảng 1,5 lần. Năm 2012, lần đầu tiên một sản phẩm của Việt Nam được Ủy ban châu Âu cấp văn bằng bảo hộ, tên gọi xuất xứ địa lý, đó chính là nước mắm Phú Quốc, một sản phẩm có lịch sử lâu đời đã được bảo hộ của các nước thuộc Liên minh châu Âu. Sự kiện này đã tạo ra con đường mới, đầy tiềm năng, minh chứng cho sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Một quả cam sành Hàm Yên chứa trên 10% hàm lượng đường. 100 gram cam tươi sẽ có 40 đến 90 mg vitamin C cùng nhiều loại axit hữu cơ, các chất khoáng và dầu thơm. Cam mới ra quả sẽ có màu xanh, khi chín thì chuyển sang vàng óng, trái căng mọng, lốm đốm đặc trưng. Vỏ cam sành Hàm Yên khá mỏng và sần nhẹ lúc chín. Đó là những đặc điểm nhận diện đặc trưng của đặc sản nổi tiếng của vùng đất Tuyên Quang. Và giờ đây, chỉ với một thao tác quét mã QR code trên chiếc điện thoại là người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc thông tin của sản phẩm. Và để bảo vệ thương hiệu, giúp người tiêu dùng tránh nhầm lẫn, mới đây, cam sành Hàm Yên đã được cấp chỉ dẫn địa lý, kết quả của nỗ lực cố gắng suốt một thời gian dài của người dân và chính quyền nơi đây.
Trong nhiều năm qua thì cam sành Hàm Yên của Tuyên Quang cũng đã được giới thiệu đến các cái thị trường lớn trong nước và qua các cái kỳ chấm điểm của cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và các cái hiệp hội thì cũng đã đánh giá là cái sản phẩm này có cái chất lượng rất là tốt và đã được công nhận là top 50 trái cây ngon nhất của Việt Nam và top 10 cái thương hiệu mạnh của Việt Nam. Thế tuy nhiên ấy, để tổ chức quảng bá giới thiệu cái sản phẩm này đến nhiều người tiêu dùng hơn thì vừa qua ấy, tỉnh đã chỉ đạo huyện Hàm Yên tổ chức thực hiện xây dựng cái chỉ dẫn địa lý cam sành Hàm Yên, hiện nay đã được công nhận. Qua cái thực hiện được cái chỉ dẫn địa lý, được cấp chứng chỉ chỉ dẫn địa lý thì là cái cam sành Hàm Yên sẽ xuất hiện được cái phát triển được cái thương hiệu mạnh hơn nữa và đến người tiêu dùng rộng rãi hơn nữa. Việc chuẩn hóa quy trình sản xuất hơn 700 hectare theo quy trình Việt Gáp và 30 hectare theo hướng hữu cơ chuyển đổi là yếu tố then chốt để cam sành Hàm Yên có thể tự tin nâng cao chất lượng, minh bạch thông tin tới người tiêu dùng và tăng giá bán, cạnh tranh trên thị trường so với các mặt hàng cùng loại. 200 chỉ tiêu về chất lượng, đó là những điều kiện mà thương hiệu chuối Pola của ông Võ Quang Huy ở Long An phải đáp ứng để xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Singapore. Đầu tư một quy trình sản xuất chất lượng khép kín từ đầu vào tới đầu ra đã phần nào đưa thương hiệu chuối Pola tự tin cạnh tranh trên nhiều thị trường để mang lại nguồn thu lớn cho doanh nghiệp. Để làm được điều này thì chỉ dẫn địa lý và bảo vệ thương hiệu luôn là yếu tố then chốt được ông Huy chú trọng ngay từ những ngày đầu. Đăng ký cái chỉ dẫn địa lý là để được cấp cái mã vùng trồng. Đòi hỏi người nông dân phải minh bạch, phải có trách nhiệm với cái sản phẩm của mình. Từ đó là tạo niềm tin cho khách hàng và cái tạo được cái giá trị ổn định về chất lượng sản phẩm của chúng ta. Và ở đó thì cái thị trường tiêu thụ của chúng ta nó sẽ ổn định. Ngoài ra Huy Long An có thế mạnh và có được cái thị trường xuất khẩu rất là bền vững. Trên cơ sở dựa vào thế mạnh của nhau, chúng tôi xây dựng một cái mô thức hợp tác mới là chúng tôi hùng trồng. Vì là hùng trồng cho nên chúng tôi rất là có trách nhiệm đối với cái sản phẩm của mình. Chúng tôi luôn luôn dựa vào cái sự minh bạch, trách nhiệm để xây dựng cái sản phẩm, tạo nên một cái nền tảng và phát triển cái nông nghiệp mình rất là bền vững. Biết tận dụng lợi thế mà chỉ dẫn địa lý mang lại, kết hợp dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng đối với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. Đó là lý do để các sản phẩm nông sản Việt Nam có thể tự tin khẳng định thương hiệu và chiếm lĩnh nhiều thị trường. Là một nước nông nghiệp cộng thêm các yếu tố đặc trưng về mặt tự nhiên và con người, Việt Nam có nhiều sản phẩm nông sản có chất lượng, danh tiếng, có tính chất đặc thù và có giá trị kinh tế gắn với các địa danh cụ thể. Theo số liệu thống kê, hiện nay Việt Nam có hàng nghìn sản phẩm nông đặc sản. Nhưng đáng buồn là trong số đó, chỉ có chưa đến 10% sản phẩm được đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Đặc biệt, bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tại nước ngoài lại càng hiếm. Điều này đã gây ra những hệ lụy không nhỏ cho giá trị các sản phẩm nông sản khi tiêu thụ trên thị trường. Chưa đăng ký chỉ dẫn địa lý hay bảo hộ thương hiệu khiến cho sản phẩm khi đưa ra thị trường bị đánh cắp là một nhẽ. Thế nhưng sau bảo hộ vẫn còn có nhiều sản phẩm gặp khó khăn trong khai thác và phát triển thị trường. Thậm chí nhiều sản phẩm bị mạo danh không chỉ ở thị trường trong và ngoài nước mà ngay tại quê hương, địa phương của chính sản phẩm đó. Và câu chuyện làng nghề làm nước mắm Sa Châu nức tiếng Nam Định một thời là một ví dụ. Ang, chậu, chum và những hình ảnh biểu trưng cho làng nghề làm nước mắm nơi đây nay chỉ còn quê thớt từ 400 hộ làm nghề trong làng, không khí tất bật thì giờ đây chỉ còn khoảng 20 hộ lay lắc giữ nghề. Cái công việc sản xuất của chúng tôi nó có gặp những cái khó khăn trở ngại, có chăng đây chỉ là những cái vấn đề là cạnh tranh trên thị trường thôi. Ví dụ như là những cái mặt hàng kém chất lượng, người ta cũng lấy tên là cái thương hiệu nước mắm Sa Châu của chúng tôi. Chứ còn thực ra thì nếu như mà khách hàng về tận nơi sản xuất như ở đây chẳng hạn thì sẽ gặp những cái chất lượng đảm bảo. Kinh tế thị trường với những quy luật khắc nghiệt của nó đã làm thay đổi cả một làng nghề.
và không tránh khỏi khi nước mắm Sa Châu bị làm giả, làm nhái, kém chất lượng. Xây dựng thương hiệu sản phẩm, một vấn đề rất quan trọng mà nhiều làng nghề đã làm, thì đáng tiếc người dân Sa Châu và chính quyền địa phương lại không mấy quan tâm. Chính vì thế, hiện nay đến chính cái tên nước mắm Sa Châu cũng bị nơi khác đăng ký mất. Người dân làng nghề không thể gắn nhãn mác nước mắm Sa Châu cho chính sản phẩm truyền thống mà bao đời nay cha ông họ đã tạo dựng. Đây là điều đáng buồn và cũng chính là bài học kinh nghiệm cho người dân và chính quyền địa phương. Theo cái nguyện vọng mà cái mong muốn của nhất của chúng tôi bây giờ thế này, làm thế nào là cái sản phẩm và cái thương hiệu của chúng tôi khi mà đã được đăng ký bản quyền chất lượng ấy và thương hiệu ấy thì nhà nước có cái sự bảo hộ. Tôi nói ví dụ như là cái vừa rồi là cái hợp tác xã của chúng tôi là có lên đăng ký bản quyền chất lượng ở trên tỉnh thì người ta đã nói là ở đâu đó người ta đã lấy cái thương hiệu ở tên Sa Châu của chúng tôi rồi, nước mắm Sa Châu của chúng tôi rồi, nhưng mà buộc lòng chúng tôi là phải lấy tên nước mắm là nước mắm Sa Châu. Xã chúng tôi là chúng ta xã Giao Châu thì chúng tôi phải đến món nước Giao Châu, nhưng cái tên của nó là tên món Sa Châu từ ngàn xưa cơ. Đấy, cho nên là bây giờ thì thôi, thì họ đã lấy Sa Châu rồi thì chúng tôi phải lấy lại nước món Giao Châu. Giờ đây mong mỏi lớn nhất của người dân là giữ được nghề truyền thống từ bao đời nay của cha ông để lại. Một nhãn hiệu tập thể mang tên nước mắm Sa Châu hy vọng sẽ sớm có trong tương lai gần, đang mang trong đó niềm tin, sự hy vọng và quyết tâm của người dân Sa Châu với nghề mà mình đã lựa chọn. Việc sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý mới chỉ là bước đầu. Vấn đề đặt ra trong giai đoạn tới là cách thức, giải pháp để duy trì phát huy giá trị các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Việt Nam để phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Xây dựng được thương hiệu đã khó, thế nhưng để giữ gìn và bảo vệ được thương hiệu thì còn là vấn đề có nhiều bất cập. Nhiều nông sản bị mạo danh, đánh đồng về chất lượng khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang. Vào mùa, thị trường Nga lại nhộn nhịp từ các kệ bán nhỏ lẻ cho tới những cửa hàng lớn. Hầu hết các chủ cơ sở đều khẳng định đây là Nga đồng bành của Chi Lăng, Lạng Sơn. Tuy nhiên, căn cứ nhận diện lại chỉ là những cảm quan mơ hồ mang tính cá nhân. Người mua hàng chủ yếu tiêu dùng theo thói quen và sự tin tưởng với cơ sở cung cấp. Mong muốn có những tem mác nhận diện trên các loại hoa quả tươi với thị trường nội địa có vẻ như là một mong muốn khá xa xỉ. Vì vậy, đời người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm tin tưởng đây là những quả na Chi Lăng đúng nguồn gốc xuất xứ. E vẫn còn những câu hỏi không dễ để có câu trả lời. Trong cái việc bảo hộ thương hiệu cho sản phẩm na Chi Lăng, chúng tôi cũng gặp một số cái khó khăn. Chúng tôi cũng đi khảo sát ở các cái chợ đầu mối như Hà Nội, có một số cái na không phải của Chi Lăng Lạng Sơn thì người ta vẫn nói là na của Chi Lăng Lạng Sơn. Thì nắm được cái tinh thần như vậy, chúng tôi đã tham mưu cho huyện là thực hiện hỗ trợ cho bà con nhân dân, thứ nhất là tem truy xuất để xác định rõ, thứ hai hỗ trợ cái bao bì nhãn mác. Thì từng bước như vậy chúng tôi sẽ giúp cho người nông dân, giúp cho người tiêu dùng phân biệt được đâu là sản phẩm na của Chi Lăng Lạng Sơn. Hiện nay cả nước ta có khoảng 800 sản phẩm nông lâm thủy sản có uy tín, phân bố ở 720 địa phương có thể đăng ký bảo hộ dưới dạng chỉ dẫn địa lý hoặc nhãn hiệu tập thể cho các đặc sản. Nhưng mới chỉ có khoảng hơn 50 chỉ dẫn địa lý và khoảng 140 nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể được đăng ký, được bảo hộ. Tính đến 31 tháng 10 năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp 1.311 giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm nông thôn gắn với dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý